Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Hôm nay Bảo Ngọc rất vui có một bạn trẻ từ Quảng Ninh. Và bạn trẻ này thì trước đây đã công tác ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và là một cựu quân đội nhân dân Việt Nam. Nói là cựu quân đội nhân dân Việt Nam nhưng mà bạn ấy có một thời gian công tác cũng không có dài ở trong quân đội. Năm nay thì bạn ấy cũng chỉ mới có chưa đến 40 tuổi. Thế cho nên là Bảo Ngọc vẫn cho rằng bạn ấy là một bạn trẻ. Thế và xin giới thiệu đó là bạn Hoàng Dũng. Và xin mời Hoàng Dũng có lời chào đến quý vị khán giả của Việt TV. Vâng, cảm ơn chị Bảo Ngọc. Xin chào chị Bảo Ngọc và chào tất cả khán giả của kênh Việt TV. Tôi là Hoàng Dũng. Hôm nay rất vinh dự được xin được lên kênh của chị Bảo Ngọc để chia sẻ và những vấn đề của bên Mỹ vừa qua, vấn đề lùm xùm của nói chung của các Cộng hòa thì rất vui nên kênh của chị Bảo Ngọc. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn em Hoàng Dũng. Vừa rồi thì chị có nghe là, chị có được biết là Hoàng Dũng nói với chị là Hoàng Dũng trước đây từng công tác ở huyện đảo Bạch Long Vĩ. Thì trước khi mà vào cái câu chuyện của chị em mình thì Hoàng Dũng có thể kể lại cho quý khán giả biết được là cái thời gian từ khi bắt đầu em nhập ngũ cho đến cái thời gian mà em công tác ở đảo Bạch Long Vĩ và sau đó thì là em về nghỉ chế độ như thế nào, thì em có thể chia sẻ với khán giả của Việt TV. Vâng, thưa quý vị khán giả, là tôi nhập ngũ 2002. Đấy, trước khi là một người tân binh bước vào quân đội cũng bỡ ngỡ, xong rồi được đi học ở trường tăng thiết giáp, trường hạ sĩ quan xe tăng 2, bây giờ Vĩnh Phúc đấy, em kỷ niệm đẹp. Tôi được đơn vị chính của tôi thì là thủy quân lục chiến bên hải quân, quân chủng hải quân, vùng một hải quân. Và học xong thì tôi ra ngoài đảo Bạch Long Vĩ công tác trên 4 năm. Thì do điều kiện, do cái điều kiện của gia đình thì cũng không thể phục vụ quân đội được thì tôi xin về. Thì trong quá trình phục vụ đó thì cũng được rèn luyện, đã là một môi trường quân đội thì phải được rèn luyện thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. Đấy là một người quân nhân thì là giữa về đời thường đây thì cũng phải thực hiện đúng chính sách pháp luật Đảng và Nhà nước, không thể làm sai được. Mọi công dân đều phải thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đấy là nghĩa vụ của mỗi công dân, bất kể bây giờ một trong quân đội hay ngoài quân đội đều phải thực hiện một đường lối chính sách của Đảng hết. Thế vậy giờ trên chương trình hôm nay thì vừa rồi em nghe thấy lùm xùm ở bên Nhật Tơn gì đấy, cái đấy là chắc để chị Bảo Ngọc nói rõ hơn thì em sẽ phân tích hơn. Dạ vâng, thực ra thì Bảo Ngọc thì cũng rất là vui ngày hôm nay khi mà nhận được điện thoại của bạn Hoàng Dũng. Và Hoàng Dũng có chia sẻ với Bảo Ngọc là chị ơi, em rất là muốn nói về cái câu chuyện của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Vừa rồi thì em lại thấy là họ mới ra mắt và bàn giao, không biết là họ bàn giao những cái gì cho cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì cái thế hệ cha ông của Việt Nam Cộng Hòa thì đã hiện tại thì cũng đã rất là già nua rồi, và không biết là họ đã có những cái thành công gì mà họ bàn giao lại cho thế hệ trẻ của họ. Vâng, thế vì rất mong là Hoàng Dũng sẽ chia sẻ cái câu chuyện này đối với, cho quý vị khán giả của Việt TV nghe. Mời bạn. Vâng, theo quan điểm của tôi, riêng cá nhân tôi đấy, thì tôi cảm thấy rằng là họ bàn giao một cái gậy để chống, chứ không phải là chống cộng được. Bởi vì là bây giờ những người thế hệ trước của Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì là chúng ta nhìn được thực tế là họ chống gậy không nổi. Đấy, bây giờ các bạn xem những cái kênh các quận truyền hình trên rất nhiều, kênh nào cũng thế, cứ đến ngày lễ họ tổ chức thì họ tổ chức kiểu thể hiện chống cộng. Họ chống gậy không nổi thì làm sao chống được cộng. Đấy là cái rõ nhất. Hay là theo quan điểm của tôi là họ bàn giao cái gậy để chống thôi, chứ không phải là chống cộng. Thế nhưng lớp trẻ của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đấy, họ là, thứ nhất là mình hiểu là về nhận thức họ hầu như không có. Đấy để mình thức. Bây giờ bên đấy họ cũng đua nhau đòi đa đảng đấy, vẫn đòi Việt Nam đa đảng đấy. Thì Việt Nam ta có ba đảng thôi, đã từng có ba đảng thôi. Đấy, cũng có đủ ba
ba đảng rồi, nhưng mà cuối cùng như là hai cái đảng kia giải thể, thì duy nhất ưu tiên Đảng Cộng sản lãnh đạo thì mới đến ngày hôm nay. Thế nhưng mà họ có nhìn được ra đâu, họ tranh đấu, không biết tranh đấu về cái gì. Đấy, nên là mình cứ nói vui là diễn hài cho vui, nhưng thực ra là cái lớp trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đấy, nếu để quan điểm của tôi, riêng cá nhân tôi là về nhận thức cũng như không có. Nếu nhận thức mà có thì họ đã xây dựng đất nước rồi. Bởi vì là các bạn đều biết trong cái thời năm từ năm 1954 đấy, mình giải phóng Điện Biên, đấy là thời Trung Pháp, đây là thu hộ Pháp đấy, thực dân Pháp đấy, rồi sau đó Mỹ nhảy vào 21 năm cho Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực được viện trợ là vũ khí hạng tư thế giới, ngày đấy là vũ khí hạng tư thế giới, mà trong khi đó Việt Minh của chúng ta là vũ khí đơn sơ thôi, nhưng mà vẫn chiến thắng được. Thì đấy là cái gì? Đấy là ý chí, đấy là ý chí, đấy, ý chí tinh thần và có lòng dân. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa có đâu, nhưng giờ họ tuyên truyền cho những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa không đầy đủ, đã không đầy đủ rồi thì là nhận thức không có nữa. Nhưng hóa ra là bây giờ họ bàn giao cái gậy để chống thôi, chúng ta hiểu lôm na là để chống gậy thôi chứ không chống cộng được, không bao giờ chống được, tao thì kiểu như thế. Đấy, còn đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản nói chung, đấy, còn chúng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta nói riêng nhé, còn đảng nói chung mãi mãi vững mạnh. Các bạn tin tưởng như thế, các bạn phải tin tưởng là vào Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn vững mạnh, không bao giờ đi xuống, hiểu không? Dạ vâng. Thực ra thì đúng như Hoàng Dũng vừa chia sẻ thì thế hệ cũ của Việt Nam Cộng Hòa bây giờ họ cũng đã từng ở cái tuổi thấp thập cổ lai hy rồi, có nghĩa là ở cái độ tuổi 70 tuổi, 80 tuổi rồi, thì họ làm sao có thể chống được nữa. Thế và trong suốt quá trình chiều dài lịch sử 47 năm từ sau năm 1975 đến bây giờ thì tất cả các cái thế lực thù địch và gọi là những cái thế hệ Việt Nam Cộng Hòa mà họ tị nạn sang Mỹ thì hầu như là họ cũng đã tổ chức rất là nhiều những cái hình thức, những phương thức để họ chống đối lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng tất cả những cái chiêu bài của họ thì đều bị Đảng và Nhà nước Việt Nam không thể nào họ chống được, đều bị đánh phá. Thế thì cho đến ngày hôm nay thì không biết là họ có một cái chiến công gì, họ có một cái điểm mạnh gì để họ có thể bàn giao lại cho thế hệ con cháu của họ. Đấy là một cái là chắc chắn là mà những cái thất bại của họ thì là cái thất bại lần này nó lại nối tiếp thất bại lần sau, và cứ mỗi một cái thất bại của họ thì nó lại càng thể hiện rõ được cái bản chất của vấn đề là họ không thể nào họ chống phá được Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì cái ngày hôm nay khi mà họ nói là họ bàn giao lại cho thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, đó chỉ là một cái hình thức, chứ không thực tế ra thì theo Bảo Ngọc nghĩ thì ở bên Mỹ bây giờ thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hòa giống như Hoàng Dũng vừa nói, đó là họ đâu có hiểu biết gì về cái giai đoạn lịch sử mà Việt Nam phải dành độc lập tự do cho cái dân tộc của mình, và họ không hiểu được là Mỹ chính là một cái nước mà đã mang quân sang để xâm lược Việt Nam, thế rồi dựng lên cái chính quyền bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa, và một cái chính quyền bù nhìn đấy thì họ không thể nói họ phục quốc lại được. Thế thì cái điều đó là một điều không tưởng. Tuy nhiên là chúng ta nói cái câu chuyện này ở đây để chúng ta phân tích một lần nữa để thấy rằng là tất cả những cái thất bại liên tiếp của họ, và đến bây giờ họ lại còn họ lại bàn giao tiếp những cái thất bại lại cho cái thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì đấy là một cái điều mà thật là đáng tiếc cho những cái tư tưởng ấu trĩ và những cái tư tưởng rất là cực đoan. Thế vâng, ngoài cái việc đối với cái họ cái ra mắt cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa này thì Bảo Ngọc nghĩ là chắc chắn là họ cũng sẽ không có làm được cái điều gì giống như bạn mà Hoàng Dũng vừa nói, đó là họ chỉ có bàn giao được gậy thôi, gậy để chống thôi. Đúng không nhỉ Hoàng Dũng nhỉ? Thế thì một vấn đề nữa đó là gần đây thì có một thông tin đó là ông Hoàng đế tự xưng Đào Minh Quân thì ông ta chuẩn bị có một cái ngày lễ đăng quang vào ngày mùng 10 tháng 11
thì Hoàng Dũng có biết việc này không? Cái này là em nghe qua, nói chung là mà tôi chỉ bảo Ngọc và các khán giả là đối với những cái đối tượng mà Đảng Minh Quân đang nghi phạm hoặc là cái bọn Tân Thái, Benny Trương hầu như là nó lên nó lỏ thôi chứ mình không cần để ý chung lắm. Cái vấn đề là hôm nay em vinh dự đến đây em chỉ xin được gửi lời tới các bạn trẻ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa nghe rõ lời của tôi nhá. Chế độ đa đảng và chế độ tư bản thì các bạn nên hiểu rằng là chủ nghĩa vô sản cộng sản đấy luôn là cái huyệt, các bạn sẽ hiểu là cái huyệt là cái hố chôn đấy, sẽ là cái huyệt để chôn vùi những cái chủ nghĩa tư bản đấy. Nên các bạn phải nên nhớ nhé, các bạn Việt Nam Cộng Hòa hậu duệ nào nên nhớ nhé đấy, các bạn là đa đảng nên nhớ này, chủ nghĩa cộng sản đấy sẽ là cái huyệt, các bạn nên nhớ cái huyệt cái hố chôn người đấy, để chờ sẵn để chôn vùi, chứ các bạn không thể nào có cơ hội được. Nên là các bạn hãy tỉnh lên, tôi khuyên các bạn là trẻ của hậu duệ nước ngoài hãy tỉnh táo lên. Thế các bạn thấy những cái vị tướng chỉ huy của cái thời Việt Nam Cộng Hòa thì tôi cũng nói theo đây là thầy Ngụy ấy, bởi cái từ Ngụy này là Bác Hồ nói đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào thì chúng ta không thể bỏ từ Ngụy được, nếu chúng ta bỏ từ Ngụy thì chúng ta bỏ Bác Hồ, thế chúng ta cần phải giữ nguyên cái từ Ngụy này. Thì là những cái ông tướng ngày xưa như ông Kỳ, ông Thiệu này, ông tổng thống Thiệu, ông Kỳ, ông Hương Giới, người ta có chống cộng đâu, giải phóng xong người ta biết thân biết phận, kẻ thua người thắng phải chấp nhận, người ta hiểu được cái nội dung, hiểu được vấn đề, người ta không chống cộng. Chỉ những cái bọn mà bơ bơ cầu vất ấy, bơ thừa sữa cặn đấy thì họ mới chống cộng, chống chẳng qua đây là để cái danh nghĩa để kiếm cơm, mình cứ hiểu nôm na thế là mình hiểu rõ rồi, chứ không chống cái gì cả. Thế nên là tôi nhắc lại một lần nữa, chủ nghĩa cộng sản đấy đấy, cộng sản chúng tôi đấy luôn là cái huyệt để chôn vùi những cái tư tưởng mình nặng phản động, chôn vùi hết, các bạn nên nhớ như thế, không bao giờ lật đổ được đấy. Chúng ta là còn đâu tôi đắc tâm nhất là phải từ Ngụy, là tôi đắc tâm nhất câu lên của Bác Hồ nói, chúng ta không thể, chúng ta nhớ nhé, không thể bỏ câu đấy được, chúng ta mà bỏ từ Ngụy đi là chúng ta xóa bỏ Bác Hồ. Cho nên là tôi mong rằng các bạn thế ở trẻ chúng tôi nữa luôn luôn phải giữ từ Ngụy trong lòng, phải giữ giữ đây không phải là để gây mâu thuẫn gì cả, nhưng cái này cái lịch sử ta phải giữ đấy, nếu chúng ta bỏ từ Ngụy là chúng ta bỏ Bác Hồ. Thế nên là các bạn trẻ hãy lên nhớ, các bạn trẻ đang Cộng Hòa nhá, bàn giao cái gì thì bàn giao, nhưng mà phải nên nhớ rằng đưa ngoại bang vào xâm chiếm đất nước, giày xéo đất nước như thế thì có lên hay không, các bạn phải nhận thức được. Bây giờ các bạn trẻ mà không nhận thức được, u mê như thế thì các bạn thấy đấy, ông Kỳ, ông Thiệu nhá, kể cả là ông Kỳ, ông Triệu, cái ngày đấy của ông Ngô Đình Kỳ Diệm, quên là ông Ngô Đình Diệm. ông Ngô Đình Diệm bị ám sát chết rồi, chính Mỹ nó làm chết rồi, không biết nhục đi em nói Ngô Đình Diệm sau. Còn ông gì, ông Mậu rồi này, ông lâu lâu rồi thôi, cái bọn đấy không nhớ nhiều, nhớ hai ông nữa, người ta về đời thường, người ta sang Mỹ hoặc là người ta sang nước ngoài, là ở yên lành vị trí, sao có chống ông đâu. Ông Kỳ ông về ông còn nói phát biểu đấy đấy, những người như thế mình phải lên trân trọng. Thế mà cái lớp trẻ sau này u mê không thể hiểu được cái gì được. Đấy, thế các bạn chống cái gì? Ngày xưa vũ khí Mỹ nó cho ăn tận răng là được xếp hạng là một đội quân lực là vũ khí hạng tư thế giới. Thế mà đánh thắng được cộng sản đâu? Thế mà bây giờ không có vũ khí thì đánh cái gì? Thế mà các bạn lập ra những cái tổ chức để chống cộng, phòng ngoại giao mọi người chống cộng. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn nhé, bây giờ một đất nước là phải có ngoại giao, thứ nhất là có ngoại giao, thứ hai là phải có quốc phòng, ba là an ninh đấy, chúng ta đầy đủ lực lượng. Bây giờ các bạn xây dựng đầy đủ lực lượng mình có thể mới sánh được với cộng sản,
còn cho các bạn chống mồm chống gì chống như thế không được, càng đánh mất đi nên mà không hay chứ. Thế còn đâu bây giờ những cái anh thế hệ trẻ thôi quay về là bờ đấy. Để xin tôi xin nhắc anh Hoàng Duy Hùng rút nay lời tiên lên tôi nhắc được anh Hoàng Duy Hùng đấy, cũng có thể các bạn học khỏe anh một chút anh Hoàng Duy Hùng nhá. Đấy anh quay đầu là bờ đấy, nhưng mà các bờ đấy phải xem xét chưa hết đâu, cứ phải xem xét. Đấy, hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam đang ổn định yên này như này. Bây giờ các bạn vừa rồi theo tôi nói xa tí thôi, nhưng quay lại cái chủ đề của chị Cầu Ngọc vừa nói là trao với người đang ủng hộ trao cái gì, cái này cũng trao tôi thấy nó buồn cười quá. Người gọi trao cái gì cũng với chương trình Cầu Ngọc ạ, em cũng chưa hiểu gọi trao cái gì để làm gì ấy. Thì chị Bảo cũng nói thêm cái gì về cái quyền trao không chị Cầu Ngọc? Thì đúng rồi, thưa bạn Hoàng Dũng, là vừa rồi Bảo Ngọc cũng đã chia sẻ đó là gì, họ không có cái gì để họ có thể trao lại cho thế hệ trẻ của họ cả, bởi vì là một cái bề dày lịch sử 40 mấy năm, gần 50 năm, họ toàn thất bại và cứ thất bại liên tiếp như thế, thì chỉ có chia sẻ cho thế hệ của mình những cái thất bại thôi, và lại cuối cùng vẫn là thất bại thế thôi. Bảo Ngọc chỉ nói một câu là như vậy thôi. Thế và có một điều nữa mà Bảo Ngọc muốn nói với cả Hoàng Dũng cũng như là quý khán giả, đó là chúng ta thì luôn luôn là muốn khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, và những cái điều tốt đẹp thì chúng ta muốn hướng đến, chứ chúng ta không muốn khơi lại cái cuộc chiến mà đã đi qua từ rất lâu rồi, khơi lại những cái điều hận thù mà nó đã đi quá xa rồi. Thế nhưng mà rất là nhiều kẻ ở bên kia phía đại dương thì lại vẫn muốn là phải chống cộng cơ và phải phục quốc cơ. Thế thì những cái điều đấy là những điều mà chúng ta cho rằng là họ thật là ấu trĩ và những cái điều hoàn toàn là không tưởng, đúng không thưa bạn Hoàng Dũng? Dạ vâng. Thế còn dạ xin phép chị Bảo Ngọc, em hỏi là bây giờ em xin đi khóa một chút về chủ đề lịch sử của những cái kênh khác vào được không nhỉ? Em cứ nói đi, em cứ chia sẻ. Dạ vâng, những cái kênh như vừa rồi em xem cái kênh của Hoàng Lam. Hoàng Lam là cái kênh chân nó cái gì truy bắt ma đấy. Chị biết là ông Hoàng Lam chưa? Chị thì không theo dõi mấy kênh đó. Đấy, thì, vừa rồi sang bên Pháp là thăm cái mộ ông Bảo Đại, vua Bảo Đại ấy chị ạ. À. Là anh ca ngợi vua Bảo Đại. Thế thì qua đây nếu mà được phép thì em xin phép được nói em đây, mà có thể lấy đến anh Hoàng Nam. Hoàng Nam kém tuổi thôi. Thế nhưng mà em chỉ nói thêm như này là bây giờ sống trong đất Việt Nam, hiểu lịch sử dân ta, biết sử ta, anh sang Pháp anh ca ngợi cái ông vua Bảo Đại đấy. Ông vua Bảo Đại đấy là không tôi không hài lòng về đi phân tích của anh Hoàng Nam nhé. Hoàng Nam là lịch sử anh học, nếu anh hiểu anh đôi nói đấy, nhưng anh đừng nói anh tin, không được nói vớ vẩn như thế. Nếu anh dừng lại còn kịp, nhưng Hoàng Lam nên nhớ này, nếu mà ca ngợi vua Bảo Đại đấy, nếu mà thực sự Bảo Đại thì phải ở Việt Nam, chứ còn tại sao sang Pháp? Đó là bạn mà sang Pháp bạn tung lên, bởi vì cái kênh của bạn là rất được nhiều người kênh đăng ký đấy, tầm ảnh hưởng rất lớn, nhưng bạn nói một câu lên là rất nguy hiểm đấy. Vua Bảo Đại là cái gì? Chẳng là cái gì đối với Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam ta, không là cái gì cả, bạn nên nhớ thế. Bây giờ bạn nên bạn sang bạn làm một cái thước phim bạn ca ngợi vua Bảo Đại đấy, anh nghĩa là gì là như học bạn chưa nói tới đâu mới ra. Đấy, đất nước Việt Nam tồn tại đến bây giờ là do ai? Bây giờ bạn sang bạn làm kia một kênh thế thì khác gì là bạn ca ngợi Bảo Đại dựng đến Việt Nam? Đấy, bạn học lịch sử mà bạn hiểu đến đâu mà các bạn chỉ kém tôi 1-2 tuổi thôi, nhưng mà bạn làm lịch sử như thế là không được đâu, bạn làm kênh thế là không được. Ý của Hoàng Lam là đất nước Việt Nam ta tồn tại là được công của Bảo Đại, ý là như thế. Đấy, bạn nên dừng lại là còn kịp, bạn không dừng lại được mà cứ liên thuyên về cái lịch sử và như này không hiểu nói này là sớm muộn là bạn được uống nước chè thôi Hoàng Lam nhá. Đấy, tôi rất bức xúc, thực sự là hôm nay đây là bức xúc để muốn nói câu này là tâm đắc nhất đấy. Tôi chỉ nói ngắn gọn đấy để bạn mà có ý thức mà có nhận thức cao, từ tôi nói câu này đến tai bạn thì bạn tốt nhất dừng lại đi, chắc kịp. Nếu bạn cố gắng mà sẽ đi theo một cái hướng khác nữa,
quan cửa. Bà Hoàng Lam nhé. Vâng, chị Bảo Ngọc sẽ tiếp tục chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn Dũng. Và hôm nay thì Bảo Ngọc rất vui được chia sẻ với Dũng một câu chuyện liên quan đến thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thế và một lần nữa thì xin cảm ơn Dũng và xin chúc Dũng sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ có thời gian lên với cả Việt TV thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn Dũng. Vâng, cảm ơn chị Bảo Ngọc và xin chào chị Bảo Ngọc, chúc chị luôn thành công trong cuộc sống. Chị luôn luôn là một người đúng là một người phụ nữ Việt Nam đảm đang. Chúc chị mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Cảm ơn bạn Hoàng Dũng. Vâng, xin chào quý khán giả của Việt TV.